lúc ra uống cà phê á thì em ngồi em chờ một tiếng đồng hồ chưa thấy mặt. Bắt đầu em nổi điên, em chửi, em rủa trong bụng, em mới nói là con trai gì đâu mà chảnh chẹ. Tác phong lề mề. Dạ đúng rồi. Hẹn bạn gái ra uống cà phê mà lần đầu tiên gặp mặt nữa mà cho bạn gái chờ đợi như vậy, em không có thích rồi đó. Nhớ lại cái lúc cái miệng nó chửi có duyên quá đó. chửi nghe đã quá. Cái miệng bạn này có duyên lắm nè. Chửi nghe đã. Nghe đã đúng không? Ủa sau này lấy nhau về bà có chửi thường xuyên không? Dạ chửi chứ. Nghe những cái sướng sướng tai. Những lúc phải chọc cho vợ chửi á nghe nó vui. Tại vì ở nhà mà đôi khi mà nó im ắng quá nó buồn. Dạ thôi đâu chút nữa. Nghe chọc cho vợ chửi nè, anh em mình không hợp nhau. Dạ em tên là Nguyễn Văn Dương. Em làm nhân viên kinh doanh. Hôm nay em 33 tuổi. Thế còn em cô dâu màu tím? Dạ em tên là Phù Kim Thúy. Em năm nay 30 tuổi là nhân viên văn phòng. 30 tuổi à. Bạn này là 32 à. Thế hai bạn thì lần đầu tiên gặp nhau như thế nào? Bạn thân của em á thì một cô thì đã vừa mới cưới chồng và một cô thì chuẩn bị cưới chồng. Em thì vẫn còn ở không. Thì hai đứa nó mới nói là sao mày không chịu quen ai đi, sao mày kén chọn quá. Em mới nói là có kén chọn gì đâu, cô dâu đã chuẩn bị sẵn rồi mà chưa có chú rể thôi à. Thì nó mới nói là nếu vậy thôi để tao tìm chú rể cho mày. Thì em mới nói là thì mày cứ tìm đi, được thì cưới luôn chứ không có quen lâu nữa. Cái nó mới nói là thôi được rồi để nó về nó kiếm. Thì qua mấy bữa sau nó mới nhắn tin cho em có anh này mới vô công ty, hơi lớn tuổi rồi, chắc cũng đâu sinh năm 79-80 gì đó. Em mới nói là cả tuổi tác không thành vấn đề, nói chung là hợp nhau thì quen thôi. Lúc đó mới hẹn nhau ra uống cà phê để giới thiệu. Thì lúc ra uống cà phê á thì em ngồi em chờ một tiếng đồng hồ chưa thấy mặt. Bắt đầu em nổi điên, em chửi, em rủa trong bụng, em mới nói là con trai gì đâu mà chảnh chẹ. Tác phong lề mề. Dạ đúng rồi. Hẹn bạn gái ra uống cà phê mà lần đầu tiên gặp mặt nữa mà cho bạn gái chờ đợi như vậy, em không có thích rồi đó. Nhưng mà nghĩ là đồng nghiệp của bản thân mình cho nên là thôi gặp cho vui. Tới chừng mà bạn tiếng em... sau tới. Đúng rồi, nhưng mà một tiếng sau tới là tại bạn em nó tới. Còn anh này là anh tới cũng trước đó một tiếng rồi. Nhưng mà hai đứa không biết mới gặp nhau. Kể một câu chuyện rất là dài. Ta mà kể chứ đúng kể rồi một câu chuyện rất dài. Tôi tưởng là anh này em xuất hiện, tiếng sau này em xuất hiện mà lộn gút con quánh rồi không? Dạ. Ai về hai người là cái câu chuyện nó đơn giản lắm, giống như hai người. Dạ đúng nhau. Rồi nhưng đó, mà mặt nhau, cái người này ngồi kế bên luôn là kế bên này. Cuối cùng lỗi của người. Bà Mai. Đúng rồi, đó là này. Hai người không biết mặt nhau. Đó. Nhưng mà rồi sao lúc mà gặp nhau thì thích liền không? Dạ không. Không hả? Chờ một tiếng đồng hồ mà gặp nhau là không thích liền luôn. Dạ đúng rồi, không hết, tại không ấn tượng hết trơn rồi gì. Không ấn tượng gì luôn hả? Dạ, tại vì gặp nhau lần đầu tiên là bị chửi xối xả rồi, sao mà ấn tượng nổi. Bạn này thì bị chửi quá anh không ấn tượng, nhưng mà em có ấn tượng không? Dạ không, tại vì trong bụng đang rất là bực mình cho nên là cũng không có ấn tượng gì hết á. Nhưng mà hai người đã không có ấn tượng tốt gì về nhau, cuối cùng cũng đâm đầu vô yêu lại dính. Em cũng biết tại lý do tại sao nữa mà em đi xin số điện thoại chị. Em nhắn là cái lúc đó là xin số điện thoại luôn. Dạ không, em về nhà rồi một hai ngày sau mới xin. À xin bà Mai. Dạ đúng rồi. Nhớ lại cái lúc cái miệng nó chửi có duyên quá đó. chửi cái miệng bạn này có duyên lắm nè. Chửi nghe đã. Nghe đã lắm không? Ủa sau này lấy nhau về rồi bà có chửi thường xuyên không? Dạ chửi chứ. Nghe những cái sướng sướng tai. Những lúc phải chọc cho vợ chửi á nghe nó vui. Tại vì ở nhà mà đôi khi mà nó im ắng quá nó buồn. Dạ thôi đâu chút nữa. Nghe chọc cho vợ chửi nè, với anh em mình không hợp nhau à. Rồi bao lâu thì hai đứa mới chính thức yêu nhau? Khoảng 3 tháng. Coi như là quyết định là 3 tháng sau là quyết định quen nhau. Dạ, rồi quen rồi. Bao lâu thì mới là cưới? 3 năm. Trong 3 năm đó là có bao nhiêu sóng gió? Sóng gió thì không có nhiều anh. Em chỉ có cái em mê đá banh đồ này nọ. Chia tay người yêu cũ cũng gì đá banh. Trời ơi. Dạ, sao? Tại vì người yêu cũ đá trong đội tuyển nữ hả? Không có ảnh. Dạ. Mê đá banh quá anh quên. Dạ không, tại vì em đi đá banh cái đuổi em đi chơi em không đi. À bực quá chửi em nói thôi về chia tay đi. À, thôi chừng ngày nay đi. Đi. Nhưng mà rồi em có bị tình trạng vậy không? Dạ không. Nói chung là ảnh rút kinh nghiệm đợt 1 rồi. Cho nên bớt lại xíu. Dạ. Bây giờ tụi em cưới nhau được bao lâu rồi? Được hơn 1.5 năm. Có em bé chưa? Dạ bé được 7 tháng rồi. À. Vậy em ở bên chồng hay là ở bên em? Dạ. Thời gian đầu tụi em ở bên vợ rồi bây giờ tụi em ở riêng ra. À ở riêng đúng không? Ôi vậy hả? Lúc mà mới lấy nhau là ở chung với bên nhà vợ. Dạ. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ là sống riêng rồi. Dạ. Thời gian ở sống chung nhà vợ được coi như lâu không? Lúc vợ em có bầu 6 tháng là tụi em dọn ra riêng. Tức là chỉ ở lúc mà từ lúc cưới cho đến lúc 6 tháng thôi. Và trong thời gian 6 tháng đó thì có hòa hợp không? Lúc mà em sống ở bên gia đình vợ thì em sống cũng bình thường, chứ nói chung là mẹ vợ em là rất là thương con cái, cho nên mọi thứ là mẹ vợ em lo hết. Mà mẹ vợ em có thương em hơn vợ không? Có nhiều cặp vợ chồng vui lắm, mẹ vợ đứng về phe con rể. Đúng rồi, chung là em thấy mẹ vợ em thương con cái lắm. Mọi thứ đã lo hết rồi. Đúng rồi, không nhưng mà tỷ dụ gì nè,
cái lúc mà em ở nhà mẹ vợ á, nhiều khi hai chồng cái lộn phải ghét á. Dạ. Rồi em có biểu hiện ra luôn cho mẹ vợ thấy không, hay là em phải giả bộ em ăn gì chưa? Có đó, em cái trường hợp đó. Có trường hợp đâu thì đúng rồi, hai chồng em nó chỉ là có gậy nhau giận nhau ở nhà không ai biết trơn á. À, về phòng thì mới đường ai nấy đi thôi. Nghĩa số ăn cơm là nắm tay dung dăng dung dẻ. Dạ, đúng, vừa ăn thường. Xong bước về phòng cái là đường ai nấy đi. Có gì không? Cũng không đến mức độ đó, nhưng mà nói chung là. Nhưng mà anh hỏi nè, có chiến tranh lạnh không? Dạ có, em là thường xuyên chiến tranh lạnh. Cái thời gian chiến tranh lạnh là nó dài không? Dạ khoảng dài nhất là khoảng tuần. Cái thời điểm mà dài nhất đó là lúc mới cưới về. Em có bầu, báo với ảnh là anh ơi em có bầu. Anh ơi, sợ. Như kỳ cha nội. Dạ không, tại có cái lý do. Giờ em mới thử tuần trước thì không có, nói từng này thử có thì em tưởng đâu giỡn, tại vì đã thử qua rồi. Ờ, dạ. Cô xào. Dạ em nói một xào. Một chữ một thôi, xào. Rồi sao? Em giống rồi, như sao? Là bị tạt ra lạnh như mặt vậy đó rồi, cho dạ. Nên là em lúc đó em giận nhưng mà em cũng nói lại. Ừ đúng rồi, vậy chắc tôi có bầu với thằng khác. Lại nữa quá. Dạ. Cho nên là ông này ông giận ngược lại em. Rồi thế là hai đứa không nói chuyện với nhau luôn, là chiến tranh lạnh khoảng tuần. Ê, cái chiến tranh lạnh của em là như thế nào? Không có nói chuyện với nhau nhưng mà giống như trước mặt người lớn là ngọt ngào. Hỏi chung phòng rồi. Để chị hỏi cho. Rồi lúc mà còn hai đứa ở trong phòng thôi thì mạnh thằng nào thằng đó ngủ hả? Dạ đúng, dạ đúng rồi, đứa nào đứa đó ôm điện thoại chơi vậy đó. Thiệt luôn á hả? Dạ. Em thì không sao mà ông này. Dạ thì ngủ em ôm cái ôm không ạ. Nhưng mà có hiệu không? Nhưng mà sâu qua thời gian á thì mình vợ mình nói thì nói nhưng mà mình thương thì mình vẫn thương. Cho nên là em vẫn chủ động em nói trước chuyện trước. Là em là cái người quầy trước là em khều trước đó phải không? Đúng rồi. Chứ chịu gì nổi ông nội, chứ lạnh trời, chứ lạnh ngắt mà sao được. Ông làm bộ lấy lý do tại vợ mình thương. Tại chịu nổi. Lạnh là phụ nữ tụi tôi là cả năm hai năm cũng được mà đàn ông là chừng một ngày hai ngày là khều đúng không? Có không anh? Bữa pin tâm sự với chị mới biết. Cái bà này mới giật mặt anh hoài đó. Rồi bây giờ nè hỏi nè, cưới nhau về rồi ở chung nhà như vậy đó thì cái tật xấu của anh ấy là cái gì? Anh có một cái tật là không phải là tật nữa mà giống như cái tính cả nể, cho nên đôi khi ôm đờm hết tất cả những cái thiệt thòi cho mình. Tức là đối với người ngoài hay đối với người trong gia đình? Đối với người trong gia đình hay đối với bạn bè đồng nghiệp gì cũng vậy. Nói chung là cái tính cả nể của anh rất là lớn, ai nhờ gì anh cũng làm hết trơn á. Không, xin số điện thoại đi. Không có biết từ chối ai hết. Ừ, nói chung là cái con gì? Người không biết từ chối, nhờ cái gì làm liền. Ủa, nãy nói anh nhờ kinh doanh không? Để giúp anh nhờ, dạ mấy chuyện nghe. Rồi có một cái tính cả nể thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi còn em? Vợ em thì không có gì để em chơi hết trơn á. Chỉ có cái là hay giận thôi. Giận thì không nói chuyện. Mà đôi khi có những cái giận em không biết lý do tại sao giận. Tức là hay giận hờn đúng không? Đối với ảnh là đôi khi em giận vô lý, nhưng mà mình phải có lý mình mới giận. Vu vơ, dạ đúng vơ. Rồi vậy giờ em muốn giờ em thay đổi chuyện đó không? Em cũng không biết có nên thay đổi hay không nữa. Tại vì giờ em nói là có lý, tại vì mỗi người có cái cảm nhận riêng, cũng như em đi đá banh thì em nói là 4 giờ em về anh về. Mà đôi khi cái sân banh thì mình đá hay là cái thời gian di chuyển nữa nó không nói được. Cái 5 giờ mới về. Là cũng giận. Rồi. Có nghĩa là bớt giận hờn vu vơ đi, còn nếu như em không muốn chồng em hiểu là vu vơ thì em phải nói thật. Thật lý do tại đó. Sao em giận? Còn em muốn chồng thay đổi gì nè? Thì em chỉ muốn ảnh là phải học cái nghệ thuật từ chối. Nghĩa là đừng có quá cả nể rồi ôm thiệt vô mình rồi. Là em chỉ muốn như vậy thôi. Thực ra là tụi em là một cặp gọi là quá là hoàn hảo rồi. Những cái điều mà vợ em muốn em thay đổi chỉ là để tốt cho em thôi. Em đừng có bỏ cái tính cả nể đó. Nhưng mà em phải biết dừng lại. Chọn lọc và ở cái thời điểm nào là tốt nhất. Đó, còn vợ thì cái việc mà vợ hay giận hờn này kia cái nọ đó đúng không? Thì nếu mà vợ đã nói như vậy rồi thì đâu phải vu vơ nữa, mà nó phải có lý do chứ. Cho nên là không biết nói gì hơn là chúc tụi em hạnh phúc. Ok. Dạ em năm nay 33 tuổi. Tên là Nguyễn Quốc Khánh. Công việc Quốc Khánh là gì? Chắc tao đã đoán là nghe chắc là có liên quan đến phòng tập tạ. Dạ có đi tập thôi chứ không có liên quan phòng tập tạ. Khánh làm gì? Dạ hiện em đang kinh doanh về thức ăn, bán thức ăn chó mèo với trang trí tiệc cưới. Vậy đó hả? Mà tôi quận 6 lận hả? Dạ. Trời ơi, vậy mỗi lần mua đồ cho chó mèo mà nếu mà order từ quận 6 là bị xa. Không, cái mua đồ cho chó mèo á là shop. Còn này là như là cứu hộ chó mèo luôn. Dạ đúng rồi. Đâu, có thể chia sẻ chút xíu về cái công việc. Cứu hộ chó mèo. Trời ơi. Chị
chị dạ. Coi trên Facebook á, dạ. Ghiền coi lúc người ta cứu chim, cứu con mèo rồi cứu, mình cũng thích luôn, cứu hươu cứu nai rồi đó. Hươu nai thì ở nước ngoài thì coi hết, ở Việt Nam mình là chó mèo. Dạ, đó. Thật bây ra... giờ giới thiệu đi khoan, giới thiệu tên, dạ. Họ, công việc, dạ. Rồi nói chút xíu về cái công việc này của hai vợ chồng. À, dạ. Em chào chị Hồng Vân ạ. Em chào anh Quốc Thuận. Em tên là Trần Nguyên Như và năm nay em 31 tuổi. Em thì hiện tại là cũng kinh doanh cùng với chồng là về bán thức ăn chó mèo cũng như là trang trí tiệc cưới. Nhưng mà một cái cánh tay khác nữa của em, tức là hai đứa là cùng làm bên cứu hộ chó mèo. Thì thực ra không phải là chỉ có cứu hộ chó mèo đâu, mà là cứu hộ động vật ạ. Tức là hiện tại bên em là Sài Gòn Times đang có tới hơn 450 bé lận. Thì ngoài chó mèo ra thì còn có gà, vịt, heo, thỏ, rùa. Hoặc là những bé chim cú, chim mồ câu, rất là nhiều loại động vật nữa ạ. Rồi cái coi như là mình cứ tụ chúng về đó, rồi cái nguồn kinh tế là ai, ở đâu ra để mà nuôi tụi nó? Dạ, thì tụi em thì cũng thuê một cái trạm ở bên Bình Chánh là rộng 550m² để cho mấy bé ở. Thì cứ chó thì sẽ có một khu và mèo một khu và các loại động vật khác một khu nữa. Thì một phần là kinh tế là do tụi em cứ làm ra bao nhiêu thì lo cho tụi nhỏ hết bấy nhiêu. Rồi gia đình hai bên cũng giúp rất là nhiều. Nhưng mà cũng phải kể đến là có sự giúp đỡ của các mạnh thường quân nữa. Rồi cái việc mà cứu hộ chó mèo là như thế nào? Ví dụ như con chó nó bị vấn đề gì đó hay là con mèo nó gỗ rơi, thì mình biết được thì mang nó về hay sao? Dạ, thông thường thì sẽ có các bạn nhắn tin qua bay hoặc là gọi điện qua cho em. Ví dụ? Thì em bắt buộc em phải lựa ca, tại vì hiện tại là em có tới 450 đứa rồi, thì em phải lựa những cái ca nặng và cần gấp nhất để mà tụi em có thể chạy đi đón. Em nói cụ thể hơn đi. Dạ. Thí dụ như nhắn cho em nói về vấn đề gì mà đi cứu đó. Dạ. Thường thì các bạn sẽ nhắn về bé chó bé mèo đang bị tai nạn, nhưng phần lớn là em thấy là chủ yếu là bị chủ đánh đập. Dạ, đánh đập tàn nhẫn luôn, hoặc là đi ra đường xin ăn rồi bị những người không thích họ đánh nữa. Thì có nhiều bé gần như là thoi thóp luôn á. Thì tụi em phải chạy đi, có hôm là 2 giờ đêm tụi em vẫn phải chạy đi. Trời ơi. Mà cả hai chồng đó, hai chồng dạ. Coi như chở nhau đi. Dạ, nhưng lúc đó chưa cưới. Là kiểu giống như là lúc đó thì còn thời gian khoảng đó lúc mới bắt đầu vô trạm. Thì khoảng thời gian đó là phải cũng xin phép ba mẹ dữ lắm, nói con đi cứu chó xong rồi con chạy về thôi. Ủa em, hồi đó giờ có cái câu chuyện cái này xin hỏi, nếu mà đưa lên dựng được còn không thôi nha. Ví dụ đó giờ có một cái trường hợp nào của một bé chó hay bé mèo, một con bé động vật nào đó mà nó thật là thương tâm, và nếu như mà mình không đến kịp thời là nó chết không? Dạ, thật ra là có rất là nhiều. Đâu, em kể một câu chuyện thôi. Tại vì tụi em thì chỉ có hai đứa có thể chạy được thôi, còn em có thuê thêm 5 bạn để cùng chăm sóc. Không, là anh đang hỏi có một cái trường hợp nào thì cái trường hợp thương tâm nhất mà tụi em tới nơi á, thì bé chó đó bị người ta đánh rất là nặng rồi và đang thoi thóp rồi. Thì lúc mà em ẵm bé trên tay á, thì em mong dữ lắm, mong là cố gắng chạy tới gần bác sĩ, nhưng mà lúc đó bé tuốt ở nhà bè lận. Thì em ẵm bé trên tay và bé lúc mà bé sắp mất á, bé cắn em một cái rồi bé nằm coi như là bé ngã ra luôn, bé mất luôn. Và đợt đó là em khóc rất là nhiều luôn, tại vì em cảm giác là giống như là tại sao mình không thể tới sớm hơn, hoặc là mình có thể chạy nhanh hơn để có thể đưa bé tới bác sĩ. Khóc mà không phải là vì bị bé cắn đau, mà khóc là vì mình bất lực trong một số ca. Nhưng mà chị hỏi nè, cái giống như là khi mà mình cứu được em á, thì bắt đầu mình đưa đến bác sĩ quen của mình, hay là cái bác sĩ đó là của mình luôn ở cái chỗ? Dạ, thật ra thì em thấy á, một bác sĩ là sẽ có một cái sở trường khác nhau. Thì ví dụ như ca mắt thì sẽ đưa bác sĩ khác, rồi ca mà bị về ung thư hay là về xương thì sẽ một bác sĩ khác. Nên em chỉ cộng tác với khoảng tầm 5 bác sĩ mà em cảm thấy tốt nhất thôi. Thì với từng ca sẽ đưa qua từng bác sĩ phù hợp. Rồi mỗi lần như vậy là các bác sĩ lấy nhiều tiền không? Nhiều. Dạ, thật ra là cũng nhiều á, nhưng mà bác sĩ cũng hỗ trợ tụi em. Chỉ có điều ca mà nặng nhất mà em từng cũng là cũng phải tốn hơn 36 triệu. Tức là bé đó bị xe tải, bé mới sinh thôi, mới sinh con thôi, vì đi kiếm ăn và bị xe tải cán mà kéo lê hơn 10 mét luôn. Thì bé bị rách hai bên đùi trong, rách đuôi, rồi rách tử cung, nói chung là bị rất là nặng. Dạ. Ca đó là con là em đi rước. Dạ. Lúc mà ẵm bé thì máu chảy nó từ lúc mà đón bé từ nhà bè cho tới bác sĩ bên tận Phú Nhuận luôn. Trời ơi. Rồi thôi. Dạ. Như vậy thì hồi đó hai đứa lúc mà là yêu nhau đã làm chuyện này rồi hay sao? Dạ gặp... không ạ. Thôi giờ mình vô cái thì đó gặp này nhau nè. Đó.
Thì nó... Đó là gặp nhau, lúc mà em chưa đủ 18 nữa ạ. Tức là khoảng một tháng em mới đủ 18 thì em có tham gia vào một công ty. Thì em gặp ảnh rồi em cứ bước vô và công ty đa cấp thôi ạ. Thì ảnh đang đứng đó đang có thể bấm điện thoại và em bước vô và em thấy cái ảnh nó chững chạc lắm mà hồi trước em mê vai to vai rộng nữa mặc áo vest nữa và không biết làm sao hên xui làm sao mà lúc đó công ty không có nam mà chỉ có nữ thôi nữ ở lại thôi nó chưa ban đầu là đã có ấn tượng thích thích ảnh ban đầu là đã mê rồi ạ thế còn em thì sao dạ em cũng để ý vợ em là lúc đó là tại vì có bạn dẫn vô mà không biết là sao vợ em mà vô không biết biết chuyện gì xảy ra mà cứ cười từ để ý là từ cười từ cổng mà vô tới tới cái chỗ cái hội trường mà mọi người đang đứng luôn á xong cái em chỉ nhìn thôi em thấy cái nụ cười đẹp quá mà em đâu có dám nó ngồi lại mình nói chuyện đâu xong cái vô tình cái tự nhiên người bạn của bạn em dắt qua nói chuyện với em là thế từ đó tự là nhiên hai có đứa duyên là bắt đầu có duyên và tìm hiểu nhau luôn dạ chưa tìm hiểu đâu ạ sau đó chắc cũng khoảng tầm 1-2 tuần em mới gọi là người thả thính trước xin số điện thoại ảnh và nhắn tin là anh có biết em là ai không thì hai đứa mới bắt đầu ạ rồi á là cái việc mà hai đứa cái vụ mà cứu hộ động vật á là lúc đó là đã có mầm mống làm cái chuyện đó chưa thực ra là từ lúc quen nhau tới lúc mà tham gia vào cứu hộ là 6 năm tức là lúc đó nói chung là trước đó là em đã mê chó mèo rồi gia đình em đã dạy rồi thì em cũng hay đi lượm chó mèo ngoài đường nhưng mà tham gia vào trạm là 6 năm sau cái là... trạm đó là của ai dạ trước đó thì có một bạn với là một chị nữa thì cùng xây dựng lên một cái trạm để giữ những bé chó mèo mà cứu được mà không thể tìm chủ thì sẽ để đó trong thời gian mà tìm chủ xong rồi em lại thấy cái bài đăng về một bé chó bé small là bị cắt hàm dưới rút toàn bộ răng và cắt lỗ tai cắt đuôi luôn trời ơi ai mà ác dữ lúc đó bé còn bị liệt nữa nên em rất là xót và mới quyết định là qua trạm để xin nhận nuôi nhưng mà cái tính hai đứa em có tật là hay dọn dẹp đó xong rồi ba bệnh thấy không có ai chăm tụi nhỏ nhiều hết nên hai đứa tự nhiên bàn nhau quyết định là thôi hai đứa sẽ cố gắng mỗi ngày qua dọn chăm sóc tụi nhỏ rồi lúc đó là thích nhau luôn dạ nhưng là tiếp cận nhau nhiều quá và xuất phát từ cái lòng yêu thương nó giống nhau quá dạ đúng rồi và cuối cùng cái tới với nhau luôn dạ thực ra thì ảnh không có mê chó mèo bằng em đâu em mê em là đứa giải nhưng mà vì nhỏ. Mê em cho nên mê chó mèo đúng chưa đó ủa nhưng mà công việc bồ lúc trước là hai đứa khó khăn lắm cho nên là mới đi phải đi làm xin đi làm vào một công ty đúng không dạ thực ra lúc đó em hoàn cảnh em là sao hoàn cảnh em là sao mới học đại học mới vừa mới lên tới đại học thôi nhưng mà có khó khăn không dạ không dạ em tiểu thư mà tại vì em mới đi làm mà ba mẹ không cho đi làm nên gần như là trốn đi làm á còn à là tiểu thư con nhà giàu còn em thì sao con em cũng là một gia đình bình thường thôi dạ cũng phải đi làm về cửa cũng đi làm từng ngày thôi nhưng mà lúc em biết vợ em tiểu thư á là em có bị cảm thấy là nhục chí không có muốn cua không dạ đúng rồi lúc mà bị mặc cảm không á lúc là lần đầu tiên mà thấy nhà vợ cũng hơi tự ti chút xíu xong mà nhưng mà tính cách của vợ em làm cho em phải mình cảm thấy là mình phải tự tin lên chứ đúng hơn là mình phải cô ấy sao mà nhà cửa khang trang vậy mà sao cô không có chảnh không có thấy mọi người thì cô ấy cũng hòa đồng lắm không có da dẻ đúng rồi đó là cái động lực của em mà em tiến tới bây giờ tức là chính thức hai đứa mà yêu nhau á là bao lâu sau khi gặp dạ cũng là phải 2 tháng ạ cha cũng lâu rồi lâu quá chị ơi dạ 60 ngày đó chứ đỡ hoài dạ, 1 tháng sau là nhắn tin nhắn ơ đồ dạ. Xong rồi 1 tháng sau nữa là chính thức yêu nhau rồi yêu trong vòng 6 năm dạ tụi em yêu là 12. Tới năm thứ 12 mới đám cưới. Trời ơi thật ra là năm thứ 6, thứ 7 là tụi em đã tính đám cưới rồi nhưng mà đợt đó là do tụi nhỏ dọn từ chỗ cũ qua chỗ mới xa quá. Tụi nhỏ là mấy con chó mèo đúng không? Thì tụi nhỏ bị bệnh rất là nặng nên tụi em lập dùng hết toàn bộ tiền cưới để mà chữa bệnh cho tụi nhỏ luôn. Mặc dù là lúc đó đã mai cho mỗi bé là cứ mấy bé gái thì sẽ là một cái accessory và bé đực thì sẽ là một cái bộ vest. Nhưng mà quyết định là hủy đám cưới để có thể là chữa trị cho tụi nhỏ. Giờ em chỉ nói là anh ơi giờ tụi nhỏ bệnh quá. Giờ thôi lấy tiền cưới đi, có gì mình cưới sau. Thôi giờ em quyết sao nghe vậy. Bà tính bướng. Vợ bướng lắm không nói được mà cái chỗ phải... của tụi em là chỉ có chó mèo hay còn dạ còn nhiều loại nữa nãy có nói đó gà cú rồi heo thỏ có cả khỉ nữa nhưng mà khi mà khỉ đã quen dần rồi thì em sẽ đưa lên một cái vườn quốc gia cho bé thí dụ nha này anh kể nói này
tụi em đang đi ngoài đường, nhìn thấy một cái thằng, quên, một cái người mà người ta chở một cái chuồng chó. Mấy đứa có giải cứu mấy con chó? Thật ra là em không đồng ý cái việc chuột chó, chuột mèo, vì thực sự là làm như vậy sẽ làm giàu cho họ. Nhưng mà em nói tức là với những bé có duyên với em, nếu như em là người sẽ gặp cái xe đó thì em sẽ chọn cách chuột. Còn em không thì muốn là phải có duyên dạ, á. Đúng rồi. Chứ không phải lúc nào chứ không phải là mình phải vô lò mổ để chuột đúng, theo dạng đúng, là có nhiều bạn là thích chuột theo theo sở thích đó, tức là họ chuột nhưng mà chuột họ không biết chăm bao thì không đúng không được như vậy. Nếu như nó có duyên á. Dạ, tức là nếu mà có duyên duyên với em là em sẽ chuột về để em chăm. Ồ như vậy là 12 năm mới cưới nhau. Dạ. Đúng ra là 7 năm là đã cưới rồi. Ủa nhưng mà sao mắc mới thì năm sau cưới luôn. Dạ, em đâu ra tiền. Ta nói ta gom hết tiền ta nuôi mấy bé á mẹ. Mà gom tới 5 năm luôn hả? Tiền dạ. Thì trời cũng phải chắc dạ. Mót đồ là như là mỗi tháng nhưng thì em làm ra lo cho nhỏ. À cho anh hỏi nhiều chuyện xíu. Bộ gia đình không có hỗ trợ hay sao? À, lúc đó thì gia đình không cũng nói. Không có biết nhiều về tụi nhỏ đâu. Em không dám nói tại vì khi mà chắc chắn là không ai đồng ý, ba mẹ không đồng ý cái việc là con gái lo cho việc thiện nguyện mà không lo công việc của mình nhiều quá. Nên em gần như là em không cho ba mẹ biết. Sau này á thì em mới cho ba mẹ hai bên tới gặp tụi nhỏ và thấy được cái cảnh mà từ lúc mà một bé thoi thóp hoặc là đang bị bệnh rất là nặng mà em chữa tới lúc tung tăng quậy phá thì ba mẹ rất là ủng hộ, mới giúp tụi em phần đó. Oh. Dạ. Rồi 12 năm yêu nhau vậy dạ. Là cứ suôn sẻ hay là có bao giờ gây lộn rồi cãi lộn rồi đòi chia tay? Chia tay không? Dạ, em kể chị nghe coi. Dạ có. Bên nào đòi chia tay? Đây. Thôi biết mà tôi hỏi thôi. Dạ, cũng đúng là cũng liên quan với tụi nhỏ thôi à. Ừ. Nhiều lúc tụi nhỏ hư la tại vì tụi đôi lúc tại vì lúc đó là tụi em ở nhà thuê không à. Tại vì mỗi lần kiếm được một cái nhà mà cho chó với mèo vô thì rất là khó. Và rồi kiếm được chỗ thì phải sắp xếp rồi cho chỗ ngủ luôn, nó rất yên tâm. Rồi nhiều lúc nó quậy quá ảnh hưởng hàng xóm thì hàng xóm bán vốn. Thì tụi em là người la chính, la tụi nhỏ thì vợ em lại la em. Xong rồi không hiểu nhau rồi lại la dạ. Nhau la nhau rồi cãi lộn. Rồi xong nhiều lúc giận quá anh cứ lâu ngày la tụi nhỏ hoài mà thực chất em muốn la để cho cái mọi người hàng xóm không có la nữa. Rồi xong nhiều lúc nó căng thẳng thì nhiều đòi chia tay miết vậy đó hả. Có lần nào mà chia tay mà nó nặng đô lâu không? Dạ, lần chia tay nặng đô nhất là do ảnh đi lo với em cái mưa thôi ạ. Nhưng mà lần đó là chỉ có giận nha, ba ngày thì ảnh qua ảnh năn nỉ rất là nhiều. Và lần đó thì em đã gọi là gom hết tất cả quà mà ảnh tặng. Tại em nói là người Hoa là khi mà sinh nhật á, người ta sẽ ăn một cái trứng màu đỏ cho hên. Thì ảnh lúc nào ảnh cũng ngồi làm những cái trứng là hình thù rất là dễ thương để tặng em. Thì đợt đó giận nha, vậy là em gom quà toàn bộ, viết một lá thư rồi đem qua tới tận nhà ảnh luôn. Xong rồi mẹ ảnh đọc được và mẹ ảnh la ảnh nhiều lắm. Rồi mẹ em cũng chêm vô nữa thì hai đứa mới làm lành được. Đó là lần giận duy nhất. Nhưng mà Mai có dạ. Phụ huynh chứ không? Tức là dạ, đúng rồi. Em có em gái mưa. Chà, em gái mưa đó xuất hiện hồi năm nào? Canh con nhỏ đi coi mấy đứa nhỏ xong ở đây đã mưa dạ. Gió dạ, không cái đó là năm đầu tiên rồi ạ. Năm đầu tiên quen nhau dạ. Rồi à. Này có cãi lộn thì là chỉ có tụi nhỏ là tụi mấy hàng gắn rồi dạ. Là năm đầu tiên là không có em gái mưa đúng không? Dạ. Còn mấy năm sau có em gái lác đác dạ không? Sau đó thì ảnh sợ lắm mà tại vì em là chúa ghen á. Chỉ cần gọi điện thoại mà chỉ cần ren tới tiếng thứ hai mà không bắt máy là em giận rồi. Ủa rồi cái lần thứ hai á là lần nào? Dạ lần thứ hai trước giờ thì em thấy chỉ có một lần duy nhất đó là chọn chia tay gọi là nặng nhất thôi. Thôi bây giờ xóa đi. Thôi xóa. Dạ đúng rồi. Còn bây giờ thì có nghĩa là nhưng mà hỏi nè,